Các công tố viên cho rằng một hệ thống phóng tên lửa của Nga đã được dùng để bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014. Những đoạn video được tổ chức Bellingcat thu thập lại trên các trang mạng xã hội đã được nhóm điều tra phối hợp gồm các thành viên đến từ nhiều quốc gia sử dụng làm bằng chứng. Phía Nga phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Theo những gì chúng tôi được biết từ Bellingcat, thì trong những giai đoạn cuối của cuộc điều tra, họ quay trở lại tìm kiếm nguồn thông tin, một số bài đăng trên mạng xã hội mà họ đã sử dụng trong quá trình điều tra để trình chúng lên các cơ quan tư pháp tại Hà Lan. Và tại thời điểm đó, thì những bài đăng đó đã không còn. Bằng chứng từ mạng xã hội đóng một vai trò then chốt trong nhiều cuộc điều tra, ví dụ như những đoạn video được Tổ chức Ân xá Quốc tế phát hiện ghi lại hình ảnh những vụ vi phạm nhân quyền do quân đội Nigeria gây ra trong quá trình tấn công tổ chức khủng bố Boko Haram. Trong một báo cáo mới đây có tên gọi Video Unavailable, Human Rights Watch cảnh báo những bằng chứng quan trọng đang bị xóa bỏ. Trong một vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2017, chúng tôi bắt đầu nhận thấy một điều là nhiều khi chúng tôi thấy một đoạn video, ví dụ như ghi lại cảnh những tên lính hành quyết một ai đó, hoặc một đoạn video tuyên truyền của ISIS, và khoảng 15 phút hoặc 1 giờ sau, quay lại thì đã thấy đoạn video đó bị gỡ xuống rồi. Các công ty mạng xã hội nói với Human Rights Watch rằng pháp luật buộc họ phải gỡ bỏ những nội dung có thể gây phản cảm hoặc kích động sợ hãi, bạo lực hoặc thù ghét. Bên cạnh những nhân viên kiểm duyệt, các thuật toán trí tuệ nhân tạo cũng được sử dụng để gỡ bỏ nội dung. Ngày nay, những thuật toán này hiệu quả đến mức nhiều nội dung bị gỡ bỏ chỉ sau vài phút được đăng lên. Vì vậy, không ai thực sự nhìn thấy nội dung đó trước khi nó bị gỡ xuống. Trong đó có cả những cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành các vụ điều tra tội phạm. Tòa án hình sự quốc tế năm 2017 lần đầu tiên ra một lệnh bắt, chủ yếu dựa vào những bằng chứng thu thập được trên mạng xã hội, dành cho một viên tư lệnh người Libya có tên Mahmoud Al-Wefali do cáo buộc giết hại nhiều tù nhân. Các tổ chức xã hội dân sự như Syria Archive đã sử dụng những video trên mạng xã hội để ghi lại những vụ nghi phạm tội ác chiến tranh, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hóa học. Chúng tôi đang kêu gọi thành lập một cơ chế toàn cầu như một dạng kho lưu trữ hoặc thư viện. Human Rights Watch cho biết đang trao đổi với các mạng xã hội về việc thành lập một kho dữ liệu như vậy. Twitter cho biết họ không thể cho phép các tổ chức xã hội dân sự quyền tiếp cận nội dung của người dùng mà không có lệnh hợp pháp. Facebook và YouTube hiện vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của VOA.